Rồi, xin chào anh em nha. Thì hồi này trên kênh YouTube của mình á, có cái bạn Đắc Nghĩa. Bạn hỏi là thế nhóm là phải bay cùng chủ đề với nhóm của anh hay sao? Thì hôm nay mình sẽ làm cái video chủ đề là tại sao mà mình chỉ cho thuê để share cùng chủ đề, và tại sao bạn cũng nên đi thuê những cái nhóm mà cùng chủ đề thôi. Đó, thì nói trước là nhóm của mình là mình làm về nhóm phim, và mình chỉ cho xem phim highlight hoặc là phim review hoặc là review về một cái chủ đề nào đó. Tức là hồi xưa thì mình không cho review về cuộc sống hay là thế giới động vật hay gì đó đâu, nhưng mà sau này thì mình cũng mở cho thuê luôn. Đó, thì nếu mà các bạn giống như giờ mình ví dụ như này, các bạn vào trong một cái hội nhóm toàn ví dụ như hội câu cá đi, toàn là đàn ông hết, nhưng mà thì các bạn vào đó các bạn bán cần câu mồi câu này nó, thì nhiều khả năng thì các bạn có thể bán được nhiều hơn so với các bạn vào cái hội nhóm đó các bạn bán sữa rửa mặt hay là kem dưỡng da hay là gì đó. Thì nhóm phim nó cũng tương tự như vậy, tức là nếu mà các bạn vào nhóm phim mà các bạn share phim á, thì thường thương á thì người ta sẽ hay tương tác hơn, tức là hội những người yêu phim mà, nên cho nên là người ta hay hay like bài hay xem video của mình hơn. Từ đó nó dẫn đến một cái vấn đề là cái thời gian xem trung bình của cái video của bạn á thì nó sẽ lâu hơn, cho nên video của bạn nó cũng sẽ dễ đề xuất hơn. Với lại á, mình ở cái vai trò người cho thuê thì mình không có muốn làm loạn rút, tức là ví dụ giống như mình nhóm phim đúng không, mình nếu mà mình cho thuê bán hàng á, thì có thể là cái thu nhập của mình nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là mình cho thuê xe phim thì một tháng kiếm khoảng 30-40 triệu đi, ví dụ như vậy. Nhưng mà cho thuê bán hàng thì có thể là tháng kiếm 100 triệu, nhưng mà cái thời gian nó không có bền, tức là cỡ khoảng vài ba tháng thì cái nhóm của mình nó sẽ bị mất tương tác, tại vì nó không cùng chủ đề, nên người ta thứ nhất là người ta sẽ bỏ theo dõi cái nhóm nhé, bỏ theo dõi nhóm là một. Về thứ hai á, người ta sẽ không tương tác, mà không tương tác á rồi lâu ngày á, thì thằng Facebook nó sẽ đánh giá là nội dung của nhóm là không hấp dẫn, thì nó cũng không có đề xuất cho người khác được. Cho nên là hồi xưa là mình quen nhiều ông cho thuê nhóm bán hàng lắm, sau này thì mấy ông cũng bỏ không cho thuê nữa, tức là mấy ông chỉ cho thuê một thời gian đầu để lấy lại vốn, nếu mà nhóm mấy ông đi mua, tại vì nếu mà mấy ông bỏ tiền nó mua một cái nhóm 1 triệu mém chẳng hạn thì cũng tốn hết 400-500 triệu á, nó cũng đắt lắm, cho nên là mấy ông cho thuê giá cũng khá là cao. Còn nhóm của mình đó thì mình tự tạo được, cho nên mình cho thuê giá nó cũng vừa vừa đó. Thì nếu mà bạn ví dụ như bạn làm về động vật, thế giới động vật hoặc là chó mèo gì đó, thì các bạn nên nên kiếm những cái nhóm nó cùng chủ đề thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những nhóm khác chủ đề. Thứ nhất là về tương tác, thứ hai là về thời gian xem trung bình đó, thì nó sẽ dẫn đến là cái thời gian, cái khả năng đề xuất của cái video của bạn nó sẽ cao hơn đó. Thì mình chỉ làm một cái video ngắn để trả lời cái câu hỏi của bạn kia thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.